Xuất hiện với vai trò người mẫu trình diễn mẫu thiết kế thuộc bộ sưu tập thoáng lụa xưa và lụa qua miền di sản của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân diễn ra tối 15 tháng 4, nghệ sĩ phi điểu thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Nghệ sĩ phi điểu giữ vị trí first face của bộ sưu tập thoáng lụa xưa của nhà thiết kế Tạ Linh Nhân. Bà mặc trang phục phong dáng truyền thống, chất liệu lụa Hà Đông, sánh bước cùng Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Ở tuổi 91, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ được phong thái trang nhã. Bà hào hứng sải bước trên sàn diễn thời trang trong bộ áo dài rực rỡ. Nói về màn xuất hiện này, nghệ sĩ phi điểu cho biết từ trước đến nay bà hiếm khi nhận lời trình diễn thời trang. Song trước sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, bà thêm tự tin để hoàn thành trọn vẹn show diễn. Về chuyện vẫn miệt mài làm việc ở tuổi 91, nghệ sĩ phi điểu thừa nhận bản thân là người năng động, không muốn ngồi yên một chỗ. Vì vậy, bà tích cực tham gia các chương trình để tìm kiếm niềm vui, thậm chí là bà vẫn tự chạy xe máy khi đi diễn. Nghệ sĩ phi điểu thuộc số hiếm nghệ sĩ kỳ cựu hoạt động sôi nổi làng giải trí Việt hiện nay. Hồi tháng 2, bà góp mặt trong lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đại sứ. Bà cũng liên tục được mời đóng phim truyền hình, phim điện ảnh, quay MV và các phim ngắn.